Chương trình truyền hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn xin trân trọng kính chào quý vị. Đây là chương trình phát hình lần thứ 1183. Ngoài phần tin tức và thông báo cộng đồng, xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh sinh hoạt của cộng đồng, người Việt quốc gia tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn và vùng phụ cận. đầu là phần lược thuật những tin tức quan trọng trong tuần qua. Gần 4 triệu người tham gia cuộc tuần hành chống chủ nghĩa khủng bố. Tòa Bạch Ốc nhận lỗi vì không gửi giới chức cao cấp đến Paris để tuần hành. Al-Qaeda lên tiếng nhận trách nhiệm vụ khủng bố ở Pháp. Hạ viện Mỹ biểu quyết ngăn chặn sắc lệnh của Tổng thống Obama về vấn đề di trú. Bốn giới chức cao cấp của mật vụ Mỹ bị giáng chức. Người dân Philippines nhồng niệt chào đón Đức Giáo hoàng Francisco một người chết, hàng chục người nhập viện sau tai nạn xe điện ở Washington, D.C. và sau cùng là nổ ga trong khu thương mại Eden của người Việt ở Virginia. Sau đây là phần tin chi tiết. Tin Paris. Gần 4 triệu người thuộc mọi chủng tộc, tôn giáo xuống đường ở Paris và các thành phố khác của Pháp hôm Chủ nhật tỏ tình đoàn kết với 17 người bị giết trong các cuộc tấn công khủng bố ở Paris hồi tuần trước các viên chức pháp nói rằng đây là cuộc biểu tình đông đảo nhất trong lịch sử nước pháp không khí ở paris như ngày lễ một số người khóc những người khác nhảy múa tuy nhiên mọi người đều tỏ ra hãnh diện dù họ là người do thái hồi giáo thiên chúa giáo hay chỉ đơn giản là công dân pháp trong số các nhà lãnh đạo có thủ tướng israel benjamin netanyahu tổng thống palestine mahmoud abbas Thủ tướng Đức Angela Merkel và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tại Hội trường Do Thái giáo Grand Synagogue ở Paris sau đó, Thủ tướng Israel đã ngỏ lời cảm tạ các công dân Pháp, kể cả những người Hồi giáo đã lên tiếng chống khủng bố và chống việc bài Do Thái. Tại Ấn Độ, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói, chúng ta có thể thuộc các tầng lớp khác nhau trong xã hội, nhưng chúng ta cùng đứng với nhân dân Pháp sáng nay khi họ tuần hành để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công làm thiệt mạng tại trụ sở báo Charlie Hebdo ở Paris. Và chúng ta cùng đứng bên nhau không chỉ trong nỗi tức giận và phẫn nộ, mà trong tinh thần đoàn kết và quyết tâm với chính nghĩa đương đầu với chủ nghĩa cực đoan. Tinh hoa thịnh đốn Washington hôm thứ Hai thừa nhận đã sai khi không gửi một quan chức cao cấp đến tham dự cuộc tập hợp thể hiện sự đoàn kết ở Pháp sau cuộc tấn công khủng bố hồi tuần trước ở Paris. Tại cuộc họp báo, phát ngôn viên tòa Bạch Ốc George Ernest thay đổi lập trường về quyết định cử những đại diện là đại sứ Mỹ tại Pháp Jean Hartley và nhà ngoại giao hàng đầu của Bộ Ngoại giao Mỹ đặc trách châu Âu Victoria Nuland. Những quan chức cao cấp nhất của Mỹ đến sánh bước cùng những nhà lãnh đạo thế giới hôm Chủ nhật bên cạnh Tổng thống Pháp François Hollande. Tôi nghĩ công bằng mà nói, chúng tôi nên gửi ai đó có vị thế cao hơn đến đó. Phát ngôn viên John Ernest nói, ông Ernest cho biết, Washington miễn cưỡng một phần là việc có những lo ngại về an ninh. Sáng thứ hai, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bác bỏ những chỉ trích về việc ông hay một quan chức hàng đầu nào khác đã không đến Paris. Ông Kerry nói thêm rằng Mỹ đã tham gia sâu và đã chia sẻ thông tin tình báo với Pháp ngay từ khi vụ tấn công xảy ra. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ hiện đang có chuyến công du ở Ấn Độ và Pakistan đã lên lịch từ lâu. Các quan chức Mỹ nói ông sẽ ghé qua Pháp vào thứ Năm trước khi trở về Washington. Trong chuyến thăm của ông ở Pháp, ông Kerry sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Pháp Lauren Fabius và viếng 17 nạn nhân trong những vụ tấn công nhằm vào tạp chí châm biếm Charlie Hebdo của Pháp và một siêu thị của người Do Thái. Những vụ tấn công đã khơi lên rất nhiều sự ủng hộ của quốc tế dành cho tờ tạp chí, cũng như nhiều lời lên án đối với những kẻ tấn công tuyên bố trung thành với nhóm nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda. Tin tổng hợp nhóm Al-Qaeda ở Yemen hôm thứ Tư 14 tháng Giêng đã lên tiếng nhận trách nhiệm trong vụ tấn công tòa sản từng trước báo Charlie Hebdo từng qua vì báo này đã xúc phạm đến đấng tiên tri Mohammed. Đây là lần đầu tiên có nhóm đứng ra nhận trách nhiệm chính thức vụ tấn công gây chấn động thế giới này. Nasser bin Ali al-Sansi, một lãnh tụ của Al-Qaeda ở Yemen, AQAP là người xuất hiện trong đoạn video trên youtube. Al NC cho hay kẻ đã chỉ định ra mục tiêu vẽ ra kế hoạch và tài trợ cho vụ tấn công là nhóm lãnh đạo của AQAP nhưng không nêu tên một cá nhân nào. Al cũng nói rõ mục tiêu là để trả thù tờ báo đã nhạo báng tiên tri Mohammed. Al cũng lên tiếng ca tụng Al Aqsa kẻ đóng vai trò quan trọng trong việc gây ảnh hưởng mạnh mẽ cho các tay súng khủng bố Hồi giáo vốn đã bị giết trước đây do máy bay drone của Hoa Kỳ thực hiện vào năm 2011. Nhóm AQAP cũng chế nhạo cuộc tuần hành đoàn kết vĩ đại quy tụ nhiều nhà lãnh đạo thế giới và nhiều triệu dân Paris hôm chủ nhật và cho là đi tuần hành như thế chỉ để bày tỏ sự yếu kém và các vết thương mà thôi aqap thời gian gần đây tập trung sức lực đánh nhau với kẻ thù ở yemen như là quân đội yemen và các nhóm của người siis nhưng vẫn rêu rao, có khả năng tung ra các cuộc tấn công ở hải ngoại hoa kỳ xem nhóm này là hết sức nguy hiểm tin Hoa Thịnh Đốn, một tuần lễ sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố ở Pháp, Hạ viện Hoa Kỳ đã biểu quyết với 236 phiếu thuận và 194 phiếu chống gia hạn tài trợ cho các nhà hoạt động an ninh hội địa, đồng thời ngăn chặn lệnh hành pháp của Tổng thống Barack Obama bảo vệ hàng triệu di dân bất hợp pháp khỏi bị trục xuất. Dự luật này có rất ít cơ may được thông qua thành luật hạ viện do đảng cộng hòa lãnh đạo đã biểu quyết cấp ngân khoản cho bộ an ninh nội địa cho phần còn lại của năm tài chính điều mà các nhà lập pháp của cả hai đảng đều ủng hộ nhưng dự luật kèm theo các khoản tu chính nhằm ngăn chặn cơ quan này tuân hành các quyết định đơn phương của tổng thống về vấn đề di trú theo lời giải thích của dân biểu cộng hòa bob godla Điều khoản tu chính này sẽ hoàn toàn không cấp ngân khoản cho hành động tiếm quyền một cách vi hiến của Tổng thống Obama, cấp giấy phép làm việc cho hơn 4 triệu di dân bất hợp pháp. Việc Thượng viện thông qua dự luật được coi như có vấn đề và các đảng viên Cộng hòa không có đủ số phiếu cần thiết để vượt qua sự phủ quyết của Tổng thống. Trước thực thế này, các đảng viên dân chủ như dân biểu Mark Takano lên án các đảng viên Cộng hòa là chơi trò chính trị đảng phái với nền an ninh nội địa. Ông Takano lập luận, chúng ta vừa thấy những gì đã xảy ra cho bạn bè chúng ta ở Pháp, và nay đảng Cộng hòa lại định chơi các trò chơi và đe dọa việc cấp ngân khoản cho nền an ninh quốc gia. Theo trưởng khối đa số Hạ viện Kevin McCarthy, thì không phải như vậy. Ông nói chính đảng dân chủ đã gây nguy cơ cho quốc gia qua việc tán thành quyết định hành pháp trước tiến trình lập pháp. Trong lúc đó, ông McCarthy nói, việc này có liên quan đến sự chống lại cuộc tấn công vào chính phủ của đảng dân chủ và bảo vệ sự phân quyền hợp hiến. Chỉ có một câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có làm suy si yếu hiến pháp qua việc cho phép ngành hành pháp làm ra luật hay không? Hay phải chăng chúng ta đang bảo vệ các quy luật cơ bản của nền dân chủ của chúng ta? Không có con đường trung dung. Tại quốc hội trước đây, thượng viện đã thông qua một dự luật cải cách di trú toàn diện, chưa hề được hạ viện chấp thuận. Khi ban hành lệnh hành pháp cách đây 2 tháng, tổng thống Obama đã tuyên bố ông không có sự lựa chọn nào khác hơn là hành động bởi vì quốc hội đã không làm như vậy các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa thừa nhận sự cần thiết phải chỉnh đốn lại hệ thống luật di trú của nước Mỹ vì lợi ích quốc gia và đảng của họ. Và họ đã chứng kiến sự ủng hộ bị sụt giảm của khối dân chúng gốc Mỹ Latin trong thập niên vừa qua. Dân biểu Louis Gutierrez của đảng Dân Chủ nói cuộc biểu quyết của Hạ viện hôm thứ Tư sẽ gây tai hại thêm cho thanh danh của đảng Cộng Hòa trong giới di dân ông Guterres nói, quyết định hôm nay của quý vị sẽ gây ra không những bất mãn và sự huy động của cộng đồng di dân khắp nước, mà sẽ gây ra tổn thất cho tương lai của đảng Cộng Hòa trong tư cách một cơ chế toàn quốc. Đó là điều quý vị phải lãnh nhận hậu quả hôm nay. Bộ An ninh Nội địa sẽ được cấp ngân khoản hoạt động cho đến hết tháng tới, trong khi phần còn lại của chính phủ liên bang được cấp ngân khoản cho đến hết tháng 9. Tin tổng hợp, 4 giới chức cao cấp thuộc lực lượng mật vụ của Mỹ đã được phân công nhiệm vụ khác sau một loạt các sơ xuất an ninh gây lúng túng cho cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ tổng thống Obama và gia đình ông. Giám đốc tạp quyền Joseph Clancy đã đưa ra thông báo trên. Ông cho biết các phó giám đốc phụ trách về điều tra, hoạt động bảo vệ, công việc và sự tiếp xúc với công chúng của cơ quan đã bị cách chức. Ông Clancy cho biết, ông đưa ra quyết định vừa dựa vào một bản báo cáo độc lập công bố tháng 12 năm ngoái, mô tả cơ quan của ông là nơi thiếu sự lãnh đạo. Báo cáo được soạn thảo sau khi một cựu chiến binh cầm dao vượt qua hàng rào của tòa Bạch Ốc hồi tháng 9 và chạy vào trong tòa nhà của tổng thống trước khi bị khống chế một bản duyệt xét nội bộ kết luận rằng việc huấn luyện không tốt, việc thiếu hụt nhân sự và một loạt sai lầm đã dẫn tới sự việc trên. Cũng là lý do khiến giám đốc khi đó là bà Julia Pearson phải từ chức. Tin Manila, Đức Giáo Hoàng Francisco được chào đón nồng nhiệt khi Ngài bắt đầu chuyến thăm kéo dài 5 ngày tới quốc gia có số tín đồ công giáo nhiều nhất châu Á. Chuông nhà thờ vang lên khắp Philippines khi đức giáo hoàng đặt chân tới thủ đô manila sau chuyến thăm sri lanka một đám đông học sinh múa hát chào đón đức giáo hoàng khi ngài bước ra khỏi máy bay rồi sau đó được tổng thống philippines nghinh đón hàng nghìn người đã đứng dọc theo các đường phố manila và reo hò khi đoàn xe của ngài đi qua trong chuyến bay tới manila đức giáo hoàng francisco đã trao đổi với các phóng viên về cuộc tấn công khủng bố ở pháp ngài bên vực quyền tự do ngôn luận và coi đó là quyền cơ bản của con người nhưng nói rằng không thể kích động hay sỉ nhục đức tin của người khác ngài cũng nói rằng ngài tin rằng tình trạng biến đổi khí hậu chủ yếu là do con người gây ra và ngài hy vọng rằng hội nghị về tình trạng biến đổi khí hậu ở paris sắp tới sẽ đề ra một chủ trương chính đáng nhằm bảo vệ môi trường. Đức Giáo Hoàng nói rằng, con người đã lạm dụng thiên nhiên quá mức. Một điểm nổi bật trong chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là một buổi thánh lễ lớn ngoài trời vào Chủ nhật này tại thủ đô Manila và dự đoán sẽ có khoảng 6 triệu người sẽ tham dự. Đức Giáo Hoàng cũng sẽ tới thăm Taco Bang để gặp gỡ những người sống sót trong cơn bão tàn phá khu vực này vào tháng 11 năm 2013. Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị giáo hoàng tới Philippines kể từ khi chuyến công du của Đức Giáo hoàng John Fallow Đệ Nhị năm 1995. Tại Sri Lanka, Đức Giáo hoàng Francisco đã hô hào đoàn kết và tha thứ trong một bài thuyết giảng ở miền Bắc do Fertamil thống trị nơi phiến quân đã chiến đấu trong cuộc chiến tranh Bắc Thắng kéo dài 25 năm để đòi độc lập. Tin Hoa Thịnh Đốm, Theo đội cứu thương và cứu cấp DC, có một người chết, 84 người nhập viện, trong đó có 3 trường hợp nguy kịch nhưng ổn định. Hơn 200 hành khách được theo dõi. Nhân chứng Rogers cho biết, ngay từ đầu một người phụ nữ đã gặp khó khăn hơn những người khác. Bà ta nằm bất tỉnh dưới sàn xe, mặc cho Rogers và hai người khác Cố mọi cách cấp cứu. Chừng 20 phút sau, cả nhóm quyết định đưa người phụ nữ ra khỏi xe bằng cách băng qua các toa xe về hướng cuối tàu. Rogers thắc mắc không hiểu tại sao hành khách không được phép rời khỏi tàu sớm hơn khi chỉ cách nhà ga chừng 1-2 phút đi bộ. 40 phút mắc kẹt trên xe trở nên quá dài, anh nói. Ban an toàn giao thông quốc gia đang điều tra nguyên nhân tai nạn. Được biết đây là tai nạn có tử vong đầu tiên trên hệ thống Metro kể từ vụ tai nạn vào năm 2009, làm chết 8 hành khách và một tài xế. Hệ thống Metro nối liền trung tâm Washington với các vùng ngoại ô Maryland và Virginia, chuyên chở trung bình khoảng 721.000 hành khách mỗi tuần. Tuyến xe màu vàng không hoạt động, lịch các tuyến màu cam, xanh và bạc bị rút giảm lại. Các tuyến màu xanh lá cây và màu đỏ vẫn hoạt động bình thường. Khói và lửa không phải là điều bất thường xảy ra trên hệ thống xe điện ngầm quá cũ, hoạt động từ năm 1976 cho đến hôm nay. Cho đến hiện tại vẫn còn nhiều toa xe gốc đang được sử dụng. Báo cáo an toàn gần đây nhất cho thấy có 86 tai nạn khói hay lửa trong năm 2013 và 85 tai nạn tương tự trong 8 tháng đầu của năm 2014. FBI đang giúp cảnh sát xe điện ngầm xác định nguyên nhân. Đây là quy trình rất chính xác để tìm hiểu về các tai nạn xảy ra trong khu vực thủ đô. Tin Fortress và Chi nhà có ba người bị thương, tuy không nguy hại đến tính mạng sau vụ cháy nổ khí ga trong khu thương mại Eden sầm quốc nhất của người Việt trong vùng. Vụ nổ ga xảy ra ở tiệm Princess Diamond Jewelry, nằm ở khu vực phía đông trong khu Eden, tọa lạc trên đường Wilson Boulevard. Khói cuồn cuộn bao trùm lối trước và sau của tòa nhà Sức ép đã làm kiến bị bắn bay ra khỏi cửa sổ. Giới chức thành phố Fortress cho hay nguyên nhân vụ nổ khí đơn thuần là một tai nạn. Minh Trần, chủ nhân tiệm Eden Skincare trong khu thương mại cho biết vụ nổ từ bình ga dùng làm nhiên liệu hàng sử dụng trong tiệm nữ trang Princess Diamond. Ba người bị thương, trong đó có cô con gái của chủ tiệm nữ trang đã được đưa vào bệnh viện ngay sau đó. Các cửa tiệm trong khu vực gần vụ nổ tạm thời đóng cửa cho lính cứu hỏa và các viên chức khác xem xét thiệt hại của tòa nhà. Xin quý vị đừng rời máy. Chúng tôi xin tạm ngưng trong giây lát trước khi qua phần tin tức tại Việt Nam. Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức tại Việt Nam. Ngày tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa ở Sài Gòn. Tin Sài Gòn, một buổi lễ trang trọng đã được giáo sứ Đức Mẹ Hằng cứu giúp và tu viện dòng chúa cứu thế Sài Gòn tổ chức hôm 12 tháng Giêng năm 2015 để tri ân các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến vừa qua. Nguồn tin từ Sài Gòn cho biết có hơn 1.000 thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đến tham dự buổi lễ được ban tổ chức chia thành hai nhóm. Buổi sáng dành cho 600 thương phế binh ở các khu vực miền Trung như Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk. Buổi chiều dành cho khoảng 500 thương phế binh ở khu vực chung quanh Sài Gòn và các vùng lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Củ Chi, Tây Ninh, Sóc Trăng. Ngay từ sáng sớm, hơn 600 phương phái binh đã tập họp đông đủ tại địa điểm ấn định. Sau khi ban tổ chức phát bản tên gồm tên, tuổi, số quân mọi người được mời lên lầu 3 của hội trường dòng chúa cứu thế tham dự buổi lễ. Có hơn 40 anh chị từ các hội đoàn trong giáo hội cũng như xã hội đảm nhiệm phục vụ và giúp đỡ các thương phế binh. Buổi gặp mặt và tri ân có sự hiện diện của cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành, giám tỉnh đồng chúa cứu thế và một số linh mục trong dòng. Ngoài ra, còn có các chức sắc trong Hội đồng Liên Tôn Việt Nam như Hòa Thượng Thích Không Tánh, Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa, Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Quang Du và Chánh trị sự Hứa Phi, Bạch Phụng, Nguyễn Kim Lân, đại diện cho Cao Đài Chân Quyền, một số ân nhân và hơn 50 anh chị em tình nguyện viên thuộc các nhóm khác nhau tham gia làm công việc tiếp đón, hướng dẫn trong buổi gặp mặt. Những thương phế binh không tự mình đi được, được các tình nguyện viên phục vụ hết mình, hướng dẫn, đẩy xe lăn, cổng trên lưng để giúp các anh lên hội trường. Tại đây trước buổi lễ, các thương phế binh được gặp mặt bạn bè cũ tự do ca hát, được lên sân khấu để kể lại những kỷ niệm ngày xưa. Đúng 9 giờ sáng, Linh Mục Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Phạm Trung Thành khai mạc buổi lễ tri ân bằng những lời xúc động. Ông nói, các anh em đã lớn lên trong chiến tranh và bị mất mát rất nhiều trong thời chiến. Gần 40 năm qua, không phải chúng ta quên nhau, nhưng hoàn cảnh đã không cho chúng ta có thể gặp nhau. Hôm nay, chúng tôi muốn gặp gỡ anh em để nói lên lời tri ân của chúng tôi đến các anh những người đã hy sinh vì sự tự do, hòa bình cho người miền Nam. Chúng tôi muốn chuyển đến các anh em xứ điệp yêu thương, hòa bình và bác ái. Chúng ta không thể xóa hết những ký ức của mình. Nhưng hôm nay, chúng ta gặp nhau trong niềm vui, hạnh phúc và bình an. Một thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, tên Trần Thanh xúc động bài tỏ 40 năm chúng tôi sống bên lề xã hội, Nay được dòng chứa cứu thế và các ân nhân giúp cho chúng tôi hội tụ nơi đây, được gặp gỡ nhau. Tôi rất cảm động vì không ai nhớ mà quý vị lại nhớ đến chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy mình không còn bị bỏ quên. Đừng phân biệt đối xử chúng tôi và hãy nhớ rằng chúng tôi đã hy sinh một phần thân thể cho đất nước này. Tôi tự hào là một người lính Việt Nam Cộng hòa. Anh Phạm Tùng, một tình nguyện viên phục vụ công tác đẩy xe lăn đã vui vẻ nói: tôi rất vui và là tự hào khi được tận tay phục vụ các chú thương với binh khi tiếp xúc với các chú tôi cảm thấy mình thật may mắn khi không phải sinh ra trong hoàn cảnh chiến tranh bởi vậy tôi rất cảm phục những hy sinh của các chú cho tổ quốc cho đồng bào miền nam tôi luôn cầu chúc các chú được bình an trong tâm hồn lẫn thể xác và mong có nhiều dịp như vậy để được phục vụ các chú các thương phế binh đã được khoản đãi một bữa cơm trưa, một món quà là cuốn sách tinh mừng kèm theo một triệu đồng khoảng 50 đô la và một phần bánh. Tất cả đến từ lòng quý mến và tri ân của tất cả ân nhân khắp nơi. Ngoài ngày tri ân hàng năm, được biết trước đó, phòng công lý và hòa bình, dòng chúa cứu thế cũng đã tổ chức thành công các đợt khám chữa bệnh miễn phí dưới sự hỗ trợ của các cha, các bác sĩ và anh chị em thiện nguyện viên. Dù vật chất có thể không lớn lắm, nhưng món quà lớn nhất mà các thu phế binh nhận được hôm nay chính là sự trân trọng, sự bình đẳng xã hội và tình cảm quý mến mà mọi người dành cho mình. Kính chào quý khán giả truyền hình Việt Nam Hoa Thịnh Đốn. Chúng tôi là Tạ Kỳ Hải từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần. Thị trường chứng khoán cuối tuần tính đến thứ sáu 16 tháng Giêng 2015. Dow Jones 17.511.57, Week Today trừ 1.27% và Year Today trừ 1.75%. Nasdaq 4.634.38, Week Today trừ 1.48% và Year Today trừ 2.15%. S&P Fine 2019.42, with today trừ 1.24% và year today trừ 1.92%. Giá vàng là 1.279 đô la 70 cent một ounce. Giá dầu thô 48 đô la 33 cent một barrel, căn cứ vào thứ Sáu, ngày 16 tháng Giêng 2015. Giá xăng 2 đô la 0 theo công ty AAA thứ Sáu, 16 tháng Giêng 2015 đồng euro tương đương với 1 Mỹ Kim 1564 của Hoa Kỳ. Lãi suất mortgage Freddie Mac thứ năm 15 tháng Giêng 2015, 30 năm cố định là 3.66% và 15 năm cố định là 2.98%. Tình trạng thất nghiệp Tuần lễ kết thúc thứ Bảy, mùng 10 tháng Giêng 2015, có 316.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, tăng 19.000 so với tuần lễ trước đó, Tuần lễ kết thúc thứ Bảy, mùng 3 tháng Giêng 2015, Mỹ có 2.424.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, giảm 51.000, theo Văn phòng Thống kê Bộ Lao động hôm thứ Năm, 15 tháng Giêng 2015. Tỷ số thất nghiệp tháng 12-2014 xuống còn 5.6% từ 5.8% của tháng 11, thấp nhất trong vòng 6 năm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, sở dĩ tỷ số thất nghiệp giảm là do có nhiều người đang trong tình trạng thất nghiệp đã không ghi danh tìm việc. Tháng 12, lĩnh vực tư đã cung cấp 252.000 việc làm mới, khiến cho năm 2014 là năm có thị trường việc làm mạnh nhất trong 15 năm kể từ năm 1999. Kinh tế Mỹ. Thị trường chứng khoán Mỹ tuần qua đã đi xuống 4 ngày liên tiếp, chỉ đi lên vào ngày thứ Sáu và cả 3 chỉ số Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 đều kết thúc trong tuần và Year Today với số âm lần lượt là trừ 1.75%, trừ 2.15% và trừ 1.92%. Giá dầu thô và giá sân vẫn tiếp tục đi xuống 60% trong hơn 100 ngày liên tiếp, dưới 50 đô la một bèo đã gây hoang mang cho giới đầu tư vì họ không thể biết được giá dầu sẽ xuống tới mức nào và khi nào thì mới lên trở lại và lên tới mức nào. Giá dầu đi xuống, kinh tế Mỹ phục hồi nhanh và mạnh hơn trước nhưng giới đầu tư trong chứng khoán loại nhiên liệu bị thua lỗ đáng kể. Đồng thời, kinh tế toàn cầu nói chung và đặc biệt là các quốc gia cũng ngân sách bị lệ thuộc vào lợi tức từ việc xuất cảng dầu, rõ ràng nhất là trường hợp nước Nga, đang đối diện với một cuộc khủng hoảng mới có thể xảy ra. Thế nên, thị trường chứng khoán đã bị dao động trong vài tuần qua. Hiển nhiên, sự kiện giá dầu đi xuống đã cải thiện ngân quỹ gia đình người Mỹ có thể tiết kiệm trung bình chừng 550 đô la trong một năm cho mỗi người lái xe và lại ảnh hưởng tích cực vào vận tốc phục hồi kinh tế Mỹ. Nhưng việc giá dầu đi xuống cũng đang gây ảnh hưởng tiêu cực cho ngành khai thác dầu và giới tư bản buôn bán nhiên liệu của Mỹ hiện nay. Đại tư bản Harold ngành dầu đã bị một năm 2014 nhiều khó khăn. Chỉ trong vòng 6 tháng ông đã mất 9.3 tỷ Mỹ kim, nghĩa là một nửa của tài sản 18.5 tỷ Mỹ kim của ông. Công ty Schlumberger, một công ty cung cấp dụng cụ và dịch vụ cho các công ty dầu và khí thiên nhiên, hôm thứ Năm đã sa thải 9.000 người, khoảng 7% của tổng số nhân công của công ty. Công ty Rystad Energy ước tính rằng giá dầu cần phải ở mức 58 đô la một bero thì ngành khai thác dầu Shell mới hồi vốn. Thế nên, một số đáng kể các công ty tại Mỹ và Canada đã cho ngưng hoạt động một số giếng dầu và giảm bớt ngân sách chi tiêu và giảm nhân viên cho các dự án khai thác dầu của năm 2015. Kinh tế thế giới, thứ năm 15 tháng Giêng 2015, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ đã gây bất ngờ cho thị trường tiền tệ thế giới bằng cách hủy bỏ giới hạn trên 1.2 của đồng Swiss franc và cho phép được trao đổi tự do với đồng euro. Vào trưa thứ năm, đồng Swiss franc đã tăng giá 14%. Giá dầu thô đang tiếp tục đi xuống, xuống tới đâu và tới bao giờ hiện chưa có câu trả lời. Thực tế là phần lớn các quốc gia xuất cảng dầu trên thế giới có ngân sách trông cậy và lợi tức từ dầu bán ở giá trên 100 đô la một bero trên thị trường. Ngân sách quốc gia của Iran, Nga và Venezuela đang bị thâm thủng trọng trọng vì bị lệ thuộc rất nhiều và lợi tức thu từ xuất cảng dầu. Ngoài việc ngân sách bị thâm thủng khoảng 100 tỷ Mỹ Kim vì dầu bị mất giá, Nga còn bị thiệt hại khoảng 40 tỷ Mỹ Kim mỗi năm do hậu quả của sự cấm vận của Hoa Kỳ và đồng minh Âu Châu đồng rúpô của Nga rơi tự do là vì giá thực phẩm và hàng hóa leo thang ngoài sự kiểm soát. Hàng hóa và thực phẩm khan hiếm là do cấm vận. Năm 2015 sẽ là năm mà đồng đô la sẽ là một mối nguy cho đồng rúpô của Nga và khống chế thị trường thế giới. Ngược lại, năm 2015 nước Nga của ông tổng thống Putin sẽ là mối đe dọa lớn nhất cho nước Mỹ và châu Âu. Kính thưa quý khán giả Bản tin tổng kết kinh tế và tài chính cuối tuần xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Chợ Tết Hội Cao Niên Xuân Ất Mùi năm 2015 năm nay sẽ được tổ chức tại trường trung học Jeff Stewart High School 3301 Peace Valley Land, Falls Church, Virginia 22044, gần Eden Center, Seven Corners. Thứ Bảy, ngày 14 tháng 2 năm 2015, nhằm ngày 26 tháng 12 âm lịch, từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Chợ Tết Cao Niên có đủ các mặt hàng, lễ vật thờ cúng, các loại thực phẩm và khu ẩm thực đặc biệt, văn hóa phẩm, sách, báo Tết, tranh Tết, tác phẩm nhiếp ảnh, tặng phẩm Tết, hoa trái đủ loại. Xin lưu ý quý thân chủ bán hàng, vì số lượng bàn bày hàng bán có hạn, xin quý vị đặt giữ chỗ trước và xin liên lạc với giáo sư Kim Oanh, số điện thoại 703 237 1233, ông Nguyễn Văn Đặng, số điện thoại 571 236 1908. Giá biểu thuê bàn vẫn như thường lệ. Chi phiếu xin đề hội cao niên, hoa thỉnh đốn và gửi về địa chỉ PO Box 4283 Falls Church, Virginia 22044. Trân trọng kính mời quý đồng hương hoan hỷ đến thăm chợ Tết Cao Niên để mua sắm hàng Tết và hoa quả đón mừng xuân và để có dịp gặp lại bạn bè xa vắng đã lâu. Hội trưởng Hội Cao Niên vùng Hoa Thịnh Đốn, Dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh. Chợ Tết Cộng đồng Xuân ức Mùi 2015 Chủ nhật 15 tháng 2 2015, 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều tại Jeff Stewart High School, 3301 Peace Valley Land for Church, Virginia, 22044, gần Eden Center, Seven Corners. Tràn ngập hoa quả, bánh mứt, thức ăn chay mặn cho ngày Tết. Những hàng quà thơm ngon, ăn liền tại chỗ hoặc mua về. Lễ vật để thờ cúng, quà tận đầu xuân, sách báo tranh ảnh băng nhạc, vân vân. Vé vào cửa sẽ được dùng để rút thăm trúng quà đầu xuân. Đặc biệt, Hội Y tế miền Đông Hoa Kỳ sẽ khám sức khỏe miễn phí cho đồng hương tại chợ Tết Cộng đồng. Để biết thêm chi tiết hoặc để giữ chỗ bán hàng Tết xin liên lạc, giáo sư Kim Oanh 703 237 1233, ông Bùi Mạnh Hùng